Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thị trường cuối ngày. Ngay sau đây hãy cùng tôi nhìn lại những tin tức đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay 30 tháng 3. Giá ngô tăng cao do sức mua tốt và lo ngại về nguồn cung. Kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 3, giá ngô một lần nữa trải qua một diễn biến răng go, biến động cả hai chiều. Tuy nhiên, lực mua vẫn có phần chiếm ưu thế hơn. Nhu cầu từ Trung Quốc tiếp tục được đẩy mạnh với sự xuất hiện của các đơn hàng lớn. Bên cạnh đó, những thông tin trái chiều về mùa vụ của Nam Mỹ cũng góp phần hỗ trợ cho đà tăng của giá theo tiến sĩ Codonia, một phần lớn ngô ở miền nam brazil ta ở trồng ngoài không thời gian lý tưởng việc ngô trồng càng muộn thì càng có nguy cơ cao là năng suất thấp bên cạnh đó lượng mưa ở brazil đang giảm đặc biệt là ở các vùng phía đông trung tâm của brazil nếu xu hướng này tiếp diễn nó có thể báo hiệu mưa mùa hè ở nước này sẽ kết thúc sớm điều đó có thể gây áp lực cho diện tích ngô vụ hai trồng muộn những lo ngại này đã hỗ trợ cho giá ngô tăng trong phiên qua Bên cạnh đó thì giá lúa mì cũng đã trải qua một phiên diễn biến rằng co, tuy nhiên là giá vẫn vượt lên trên vùng kháng cự tâm lý 700 do khả năng cao là Ấn Độ có thể duy trì lệnh cấm xuất khẩu trong thời gian tới. Theo thông tin thì chủ tịch kiêm giám đốc tập đoàn lương thực của Ấn Độ FCI cho biết, nước này sẽ duy trì lệnh cấm xuất khẩu đối với lúa mì cho tới khi nguồn cung trong nước được đánh giá là đủ để đảm bảo an ninh lương thực nội địa, đồng thời đã nhằm kiểm soát tình trạng giá lương thực tăng cao. Kim loại quý không có nhiều biến động, chờ đợi cơ hội bứt phá. Kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 3, lực mua vẫn chiếm ưu thế trên thị trường kim loại khi mà có 8 trên tổng số 10 mặt hàng đóng cửa trong sắc xanh. Đối với giá kim loại quý, bạc và bạch kim lần lượt ghi nhận các mức tăng nhẹ là 0,2% và 0,57%. Đối với bạc thì lực mua quay trở lại trong phiên khi mà tổng thống Mexico, quốc gia có khai thác bạc lớn nhất thế giới, đề xuất luật khai thác ngọt nghèo hơn về mặt giấy phép và khiến thời gian nhượng quyền khai thác giảm từ 50 năm xuống còn 15 năm. Điều này gây ra một số lo ngại nhất định về nguồn cung bạc trên thế giới, khiến giá bạc kết thúc trong sắc xanh. Đối với nhóm kim loại cơ bản thì giá đồng đang cho thấy hướng đi ngang rõ rệt. Tồn kho đồng ở mức thấp vẫn là yếu tố chính hỗ trợ giá đồng ở thị trường hiện tại. Dầu thô chứng đa tăng khi đã hấp thụ hết tác động của tin tức. Sắc đỏ quay trở lại với thị trường dầu thô giảm áp lực chốt lời nhà đầu tư sau 3 phiên tăng liên tiếp. Kết thúc phiên ngày 29 tháng 3, giá thô LTI giảm 0,31% về dưới mức 73 đô la Mỹ trên thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,7% về mức giá 77,59 đô la Mỹ trên thùng. Sức mua vẫn áp đảo thị trường trong phiên sáng và được củng cố nhờ lo ngại nguồn cung khi mà những số liệu vẫn cho thấy tồn kho dầu thô thương mại giảm 6,1 triệu thùng. Bên cạnh đó, nhiều cuộc khảo sát cũng cho thấy các hoạt động của nhiều công ty sản xuất dầu suy yếu trong quý 1 năm 2023 khi mà chi phí sản xuất gia tăng cùng với triển vọng tiêu thụ thiếu chắc chắn do rủi ro vĩ mô đang gây khó khăn cho các nhà sản xuất dầu. Điều này cũng đã gây áp lực khiến giá dầu không thể tăng cao trong phiên qua. Chứng khoán nối dài đã tăng với nhiều tín hiệu tích cực. Thị trường chứng khoán vẫn duy trì được sắc xanh vào cuối phiên. vn Dex tăng nhẹ 3 điểm, đóng cửa mức điểm 1059, phiên 30 đóng cửa mức điểm 1067, tăng nhẹ 5 điểm. Chỉ số phái sinh viên 30 phiên nay có biên độ biến động cực hẹp chỉ dưới 10 điểm chỉ số này đã có mức tăng mạnh từ đầu phiên chạm mốc cao nhất là 1067 sau đó giảm trở lại đóng cửa mức điểm 1060 tăng nhẹ 8 điểm trong nhóm VN30 nhiều cổ phiếu tăng giá kéo điểm thị trường ví dụ như HDB, VHM, STB thị trường cơ sở phiên nay phân hóa mạnh nhiều cổ phiếu chứng khoán và xây dựng tăng giá tốt như CTD có mức tăng trần BVS, BSI tăng mạnh trong đó cũng có nhiều cổ phiếu giảm sau nhịp tăng mạnh trước đó ví dụ như NKG, KSB, VCI nhìn chung thị trường vẫn đang biến động mạnh, nhà tư vẫn nên chủ yếu ưu tiên các vị thế mua đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán ngân hàng khi thị trường có nhịp điều chỉnh giảm. Như vậy, điểm tin vừa rồi kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.